những lý do Văn Lâm nên bắt chính trận Việt Nam gặp Australia. Nói như vậy không có nghĩa là Bùi Tấn Trường không ổn, thậm chí thủ thành của Hà Nội ít nhiều đã để lại dấu ấn trong trận với Ả Rập Xê Út, nhưng có nhiều lý do để tin Văn Lâm sẽ xuất trận trong cuộc đọ sức với Australia ở trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022. 1. Không ngán bóng bổng. Tấn Trường đã có màn trình diễn tốt sau 3 trận đấu ở vòng loại thứ 2 và trận gặp Ả Rập Xê Út mới đây. Người hâm mộ khó lòng có thể đòi hỏi hơn ở những pha bắt bóng chắc chắn hay xoài người làm hẹp góc đối thủ của anh. Nhưng như đã nói, sở trường của Australia là bóng bổng. Gần 50% số bàn thắng của họ ở vòng loại, 14 trên 31 bàn đều là từ không chiến. Điểm đến đương nhiên tập trung vào những cây sào như Sanbury 1m87, Rohit 1m90, Evin 1m91, Sauter 1m88. Australia thích tra tấn hàng thủ của đối phương tới đuối sức trước khi chuyển sang các bài đánh trung lộ. Điều này họ đã làm rất nhiều trong trận gặp Trung Quốc và các trận của vòng loại thứ 2, mà xuất tướng bắt bổng lại chưa bao giờ là điểm mạnh của Tấn Trường. Một Văn Lâm trẻ trung lại đã quen với những cầu thủ cao to tại J-League, dường như sẵn sàng hơn. Hiệp đồng tác chiến cùng với hàng thủ dưới sự chỉ huy của người bạn thân Quế Ngọc Hải cũng là việc Văn Lâm đã khá quen làm từ AFF tới Asian Cup. 2. Chuyên gia bắt penalty đúng nghĩa. Trong khi bắt penalty chưa bao giờ là điểm mạnh của Tấn Trường thì đây dường như là món ăn khoái khẩu của Đặng Văn Lâm. Tâm lý vững vàng cùng sải tay dài và sự bật bọt vô cùng tốt là một trong những điểm mạnh nhất của Đặng Văn Lâm. Với đôi tay múa quạt ma thuật, anh từng dồn áp lực tâm lý khủng khiếp lên đối phương khi cầu thủ Jaser Bumathan của Thái Lan cũng hỏng penalty tại Mỹ Đình ở trận lượt về vòng loại thứ 2 giữa hai đội. Chưa kể tại Asian Cup, Văn Lâm cũng đẩy thành công một quả penalty ở trận gặp Jordan giúp Việt Nam tiến vào tứ kết và suýt vô được quả penalty của Rich Sullivan trong trận đua sát nút Nhật Bản 1-0. Với việc đội tuyển Việt Nam đang phải chịu rất nhiều quả penalty gần đây do áp lực và đối thủ mạnh gây nên, 4 quả trên 3 trận gần nhất, việc bố trí Đặng Văn Lâm trong khung gỗ đối với đầu với Australia là một việc làm hoàn toàn hợp lý. Ba, rất hiểu tiền đạo Adam Target. Nếu phải hỏi một trong những cầu thủ quan trọng nhất có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất tới lối chơi của Australia thời gian qua thì chỉ có ba cái tên. Một là đội trưởng Matthew Leakey, người đã không tham gia vòng loại vì việc nhà. Hai là tiền vệ trung tâm Adin Hustic, cầu thủ trưởng thành từ lứa U23 Thường Châu, thành viên của câu lạc bộ HM Frankfurt tại Bundesliga. Và ba chính là Adam Tagat, đồng đội của Đặng Văn Lâm, người đã ghi rất nhiều bàn thắng đẹp và quan trọng cho Cerezo Osaka tại J-League. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ Fulham và Dundee United di chuyển không bóng lợi hại ra sao cứ hỏi cặp trung vệ của Trung Quốc là biết. Tuy không ghi bàn nhưng Tagat là con chim mồi lợi hại, điểm đến của đa số được bóng nhờ khả năng chơi quay lưng ấn tượng rồi bất thần nhà bóng cho hai trên tiền đạo cánh là Awer Mabi và Martin Boy kết liễu đối thủ. Việc được ăn tập hiểu từng sở trường sở đoản của Tagat sẽ giúp Văn Lâm đưa ra những phương án vô hiệu hóa tiền đạo này một cách dễ dàng hơn người đàn anh. Người truyền cảm hứng ở tuổi 36 lại vừa phải trải qua một trận đấu vô cùng đốt sức, thể trạng của Tấn Trường khó lòng sẵn sàng cho một trận đấu vất vả tiếp theo. Trong khi đó những pha ăn mừng chào cờ, những màn la hét động viên đồng đội tỉnh táo hoặc cũng tin sau một tình huống cứu thua xuất thần của Văn Lâm luôn có tác dụng rất tốt. Nó không chỉ là cố kết toàn đội mà còn giúp các cầu thủ Việt Nam vui bừng tỉnh, chơi bóng cảm hứng hơn. Sức trẻ và sự nhiệt huyết cũng là một điểm mạnh của Văn Lâm. Sau khi trở về từ Nhật Bản, Văn Lâm đã được tạo điều kiện nghỉ ngơi lại sức ở trận gặp Ả Rập Xê Út. Và giờ là lúc môn tài năng này phải trổ tài, anh cùng những người bạn thân Quế Ngọc Hải, anh đã sẵn sàng truyền cảm hứng thi đấu cho các đồng đội trong trận đấu gặp